Con xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Hương Mã Non nha. Chào cả nhà. Chào ông bà, cô chú. Thì hôm nay gia đình con vẫn sẽ tiếp tục mình quay video clip để gửi đến cho quý ông bà, cô chú, anh chị cùng xem nha. Hôm nay thì sáng nay cũng tới đám giỗ nhà ngoại rồi cả nhà. Thì mấy anh chị em cũng không có thời gian để mình đi ngoài đồng. Sáng nữa biểu cũng có đi chợ nè, mua hai con cá lóc nha, với đây là ít xương, xương súp. Bữa nay mình sẽ làm cái món là bún cá để mình nấu, mình đãi gia đình rồi mình quay clip cho cả nhà xem luôn. Thì mình cũng chia sẻ là mình nấu món bún cá xong thì mình gia đình mình cũng xuống ngoại về đám giỗ nha. Hôm nay thì ba đi Sóc Trăng lãnh thuốc ở cả nhà, lãnh theo hàng tuần á, ba chưa về kịp thì ở nhà mình làm lần lần, tí nữa ba về thì mình dùng luôn, chứ cũng đợi Thái Nguyên luôn. Cái bún cá này là như là nổi tiếng của An Giang. Tiếng An Giang nhưng mà mình nấu theo kiểu miền Tây nè cả nhà, mình thích gì mình nấu đấy. Thì cái món bún cá á, thì thường á mình thấy nhiều cô nhiều chị á nấu á, thì thay vì cái nước súp của cái bún cá mình thì mình nấu bằng tôm khô nha, nhưng mà gia đình Lúc Liễu thì thích nấu bằng thịt, bằng xương ống, kiểu mình nấu cho nó ngon từ thịt, ngọt từ xương á cả nhà. Thì có bằng thịt này chút nữa thì mình cũng dùng được luôn. Nếu mình nấu tôm khô thì nó vừa cũng vừa ngọt mà nó thơm, cái nước ở súp của mình nó thơm hơn. Mình nấu nó cũng có cũng như ngại có ngải cái nhà, cũng như mình nấu như là bún bún nước lèo. Bún nước lèo vậy ha. Thì cái món bún cá thì nhiều bà con nấu thì nấu là mắm ruốc, nhưng mà gia đình thì thích ăn mắm cá sặc hơn. Mình mua đây thì chút nữa mình cũng dạo ít mắm cá sặc vô nha, dạo ít rồi cả nhà. Nhưng đặc biệt thì món cá thì mình có để thêm là nghệ, do ở đây giờ không có ai trồng nghệ, nghệ tươi cả nhà, thành ra mình mua cái này là nghệ khô nha, bột nghệ. Thì mình cũng dùng bún cá thì mình chấm là mắm me nè, mình cũng mua cục me, mình mua ít rau muống để tí nữa mình sẽ bào. Cái này mới quan trọng. Cái này mới quan trọng cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái trái này cũng như là nhà nhà biết trái gì không? Biết. Cái trái này là cái trái chanh dây nha cả nhà. Chanh dây á, nếu mà mình thiết mà nắng á, nếu mà mình quậy một đi nước đá chanh dây uống vô trong mình rất là khỏe. Dạ. Nó mát. Chanh dây này tiểu kiểu mua sáng đi chợ thấy trong nhà vườn ta có đem ra, ta bán 1 ký thì là 20 ngàn, mình mua nhiêu đây 10 ngàn cả nhà. Tới lúc này mấy hai ngày nay trời cũng nắng lại nè, tiểu kiểu cũng mua về, tí nữa mình làm một vài ly nước đá chanh dây mình uống. Chanh dây uống vô thơm lắm cả nhà. Nhiêu 10 ngàn. Đá Úc Cường á đâu có biết đâu, Úc Cường thấy cái chú bên Hùng Sơn chồng á, cái Úc Cường điện ngang cái Cường hỏi cái chú cho Úc Cường một trái, bẻ cho Úc Cường trái, Úc Cường tách ra Úc Cường làm liền. Chua. Trời ơi nó chua. Có loại ngọt nè, có loại chanh dây ngọt, có loại chanh dây chua. Chanh dây này nó hai màu nha cả nhà, một loại thì chín màu vàng, một loại thì chín màu tím. Màu tím. Hai loại, nhưng mà màu vàng thì mình uống có uống rồi mình thấy nó rất là ngon. Nó thơm hơn, thơm hơn cái chanh dây màu tím. Chút nữa thì còn mình cũng đi bẻ cái bắp chuối. Thường á thì cái món bún cá thì ăn kèm với đậu đũa bạo cả nhà, nhưng mà thôi bữa nay gia đình bẻ bắp chuối đi, mình ăn bắp chuối nè, từ rau muống bào với ít giá nó được. Ê và đậu đũa mình có trái đấy không? Có trái mà chưa bự, chưa phải bự mình bẻ. Anh đi về anh đi bẻ bắp chuối nha. Bắp chuối thì vô mình bào. Giờ cha con ra đây bẻ bắp chuối đi nha. Cái này cây dao nó có công nữa không? Công nữa chắc về vợ la nữa, không làm công hết cây vậy. Cái bắp chuối cả nhà, bắp chuối là nó bự quá, rồi cái cây dao mình nó thì nó quá nhỏ, mà cái dao mình nó thì nó yếu nữa. Ừ, lấy khéo khéo đừng có cong dao, cong dao bị la. Không giờ làm cong hết một cây người ta tha thứ. Tha thứ à? Cong thêm một cây này nữa là rồi luôn. Ôi cũng được, không sao. Đó. Cầm anh ba, cầm đàng hoàng nghe chừng mũ nha. Ừ. Mẹ bắp chuối không hết hồn cả nhà. Mẹ có cái bắp chuối mà tót hết mồ hôi luôn. Hồi. Tại vì á, ở nhà có 2 cây mà không công hết 1 cây mà đưa công thêm 1 cây nữa rồi rồi. Về là bị la chắc. Bị la là cái chắc. Cái này hồi mình có xài xả không cha? Sẵn này cha cắt xả luôn. Dạ. Ăn cái gì ha, có cái xả vô cái nó thơm. Dạ, thôi mình hấp gì cha, mình để xả vô thơm lắm. Thơm. Bán được cái mùi đó. Mà ở quê mình á, thì thường thường á, hồi xưa
hơn ớn lạnh vậy, cái ra bức chanh nè, xả nè ha, lá ổi vô xong trời ơi lã mồ hôi cho nó khỏe gì đâu, xong xong là mồ hôi ra cái là khỏe liền, có khỏe liền nha. Cô chú xem này, cha con sắp điêu luyện thiên nhân và cô chú cũng tạm tạm được thôi con. Như điêu luyện này cha không có dám điêu luyện, tại vì hồi đó giờ Út Cường cũng chưa có vô sắp xả này hơn cả nhà, săn bắt hay lắm, nhưng mà có cái dụng cụ này á, thì mấy cái lạch dạch này thì hơi hơn vợ, nhưng mà chắc tại sao chắc cũng sẽ hay rồi, cũng phụ tiếp vợ hơn chút chứ. Phụ tiếp vợ lần nữa, vợ không có nhà nấu đồ ăn cho hai đứa con cho nha. Đồ ăn đó, cha làm cái món thấy mùa mà có ớt đấy ha, cha làm ớt xào sả ớt cho con ăn, đúng bài số 1 luôn đó, đúng bài đó. Ăn ăn nghe được cái chê. Chê cha buồn lắm. Chê cha buồn lắm á. Bên đây mình cũng bắt cháu nó sôi cái này, mình có trụng có phần xương súp nha. Thì cái xương súp á mình mua về á, mình trụng những cái tạp chất ở trong xương này nè. Hồi nữa mình nấu cái nồi nước dùng của mình thì nó mấy cái chừng 100 cả nhà. Cái nồi nước dùng á nó đục là do cái xương tủy á nó ra chất bọ á. Mình trụng nè, trụng thành cỡ 3 4 phút vậy đó. Nó xong rồi mình sẽ vớt ra, mình rửa để gáo rồi mình mới nấu súp nha. Có than dễ làm ăn, không có cái than cái là rồi phải trèo lên, phải trèo. Mà con thấy mấy người trèo dừa ta trèo hay thiệt chưa? Hiện tại ta trèo ra quen đó con. Mình không biết trèo đó là cái ngực mình đây nè nó sẽ bị lỡ. Tại mình ôm vô sát cây dừa rồi mình ôm nặng mình trèo lên đó, thì nó bị dướng cái này nè, lỡ vậy nè. Ngon dữ vậy. Mấy đứa đợi Nguyên nè. Dạ, hộp trái hả cha? Mấy đứa thôi, để ăn trái nè. Được không? Được, được. Này không có con trai ở nhà, thiện gái phụ giúp thôi. Phụ giúp thôi. Tài chừng chứ. Rồi, cho bé hai trái nè. Dạ. Cái dừa này chắc nào chứ ngon lắm anh. Nhưng mà cái cây dừa này á, cái nhà mình nấu á, cái dừa này là cái dừa nước nó rất là ngọt. Còn cá rất nè. Cá lóc hay gì chứ? Cá dừa đúng không? Chặt vô mà cái cây da mình thấy là nó hơi gít gít là làm biết cái dừa nào ngon. Dừa nào nó mới ngọt. Mới ngọt. Đó. Mà chắc làm thêm 7 đây. Hai trái dừa này chắc làm ăn cái nữa quá. Nay trời cũng hơi nực nực nè, làm mình làm miếng cái dừa đi. Để cái nhà là nó sẽ nạo ngon nha. Út Cường thì thích ăn dừa nạo mà nó còn cái hơn mềm mềm chút quá cả nhà, cứng quá thì Út Cường ăn không nổi. Thầy găng cha con cũng yếu, yếu thấy ăn dừa nạo nạo mà nó béo nó ngon. Đây mình cũng bắt nồi nước sôi, mình nấu nước sôi mình cho gia vị nha. Cái này là gồm muối, bột ngọt với ớt phèn. Mình sẽ nấu cái phần nước dùng đó. Rồi có củ hồng tím mình chẻ đôi ra nè, đôi ra. Còn đây là cái số xương súp mình cũng trụng nè. Trụng mình rửa đổ gió rồi. Mình sẽ cho đây. Cái xương súp này thì mình nấu hơi lâu chút nè cả nhà. Cho có phần tỉ xương á, nó ra cái chút nước ngọt. Cường chặt dừa ra cho nha. Cái này thì mình dùng nước dừa, mình nấu cái nước súp này cho nó đậm đà hơn, nó ngọt hơn đó. Ồ, bữa nào cũng ngon nè. Cái này hoàn cái được nè. Quá ngon. Dừa này cả nhà, tuy rằng ở ngoài cái da nó bị đen đen nó xấu nha, nhưng mà cái nước ở trong nó gáo nó to, cái cái nó dày lắm. Mình nấu rồi cái nước dừa dày vậy nè, cái nước nó ngọt vậy đó nè. Nè. Nó không có ngọt chua. Thôi cái cái thì dừa ngon luôn. Ngon. Hai trái à? Hai trái. Rồi mình cũng cho thêm ít nước lọc vô nữa. Cái này nó còn chuối nữa cả nhà. Đây. Chuối hả? Mày chuối mà mà Út Liễu chè này chín này nè. Để ra để em nước nữa. Để mình thử một trái. Ok.
mẹ ăn chuối mẹ. Làm trái đi, sáng đi. Sáng mẹ ăn trái chuối vô thấy gì chứ nó có chắc vitamin gì đó. Vitamin C. Là vitamin C đó mà con trước. Chuối nha cả nhà ơi. Mẹ ăn cái ba, anh đi đi về cái ngõ nhà buồn buồn so cả nhà. Đó rồi, đó mà chú không đó. Chúc là ba sẽ về, ba đi ba lãnh thuốc á mẹ. Lãnh thuốc. Rồi, ba cũng mời cả nhà nha, ăn chuối. Giờ hỏi con sao? Mời cả nhà ăn chuối già chín nha. Chuối mà mình mua hoặc mình có ở nhà mình có mình đốn về mình treo vậy đó cả nhà. Nó chín từ từ á. Cái thịt của cái trái chuối này nè mình ăn nó dẻ, nó dẻo ngon lắm nha. Còn nếu như mình mua về mà mình vú áp á, mình vú mà nó chín liền á thì cái ruột này nó sẽ bị nhão. Mà cả nhà nha. Chuối già nó tới hai loại đơn nha cả nhà. Chuối già hương với chuối già cùi. Cái chuối già trái nhỏ này nè cả nhà là ăn nó mới ngọt. Còn chuối già hương hả em? Cùi hả? Cùi là loại trái bự phải không? Cùi là trái nhỏ, hương là trái bự. Dạ. Yeah. Là cái loại trái bự cả nhà ăn nó có hậu hơn chua chua. Nó không ngọt bằng. Chuối này bữa đám giỗ tới giờ. Chúng ra bữa 19. Chúng ra cũng mười mấy ngày đó. Mình cũng bào hết cho muốn nữa nha. Mình có mua cây dao nè, cây dao hai lưỡi nhỏ xíu. Về mình bào, mình mua rau muống á, bào á, về mình chịu khó mình bào vậy nè cả nhà, nó vừa mỏng mà kiểu nó giòn nó no mình lấy được cái phần non á. Còn ở nhiều khi người ta bán nè, bà con mình ta bào thêm cái phần già già mình ăn cái nó dai. Thơm ngon. Cho con thấy có cái đồ gì mà để mà mình rút rau muống gì nữa đó nè. Mình bào á thì nó tơi tơi ra gì, còn nếu như mình rút rồi cái cọng nó dài lắm. Mình ăn cái kiểu nó bánh nồi lại á, nó sẽ không ngon. Mình chịu khó mình bào. Có dạ bà cũng dễ nha. Dạ con sẽ bằng mấy cái ngải bún cho nhau. Ngải này quá trời tốt luôn đó nha, trồng dài dài luôn. Em ngải này người ta trồng bán cũng đâu có giá đâu em, mà thấy người ta trồng đã bán cũng nhiều lắm nha. Cũng có giá lắm á. Dạ. Yeah. Anh trồng đó, yeah. Còn đó, ở ngoài mà quay qua trong bà cô chú coi đó nè. Mà trồng cái là ngải bún đó. Ngải bún đó. À, 200 cây thu đủ đó. Ngải bún đó. Anh trồng nó cũng lâu lắm, nó mới có củ à. Mình trồng cũng tầm 7-8 tháng á. Em chồng mấy chân chậu mấy nắp mà nó có phân đó ha, là rễ nó dài dài không cái củ nó xốp á, rễ nó xốp thì cái củ nó to nó dài. Tầm ngải này nhớ tới thèm cái bún lèo đó. Thì mình ăn cái này nó có vị nó cũng gần giống bún nó lèo vậy đó. Yeah. À, nhưng mà có cái là mình đi mắm nó ít thôi, còn bún nó lèo thì mình giảm mắm nó nhiều. Cái này nó hơi nhạt hơn kia xíu nè. Cái mình thấy nhiều anh chị cô chú anh chị thì không có xài mắm này mà mình xài mắm ruốc. Mắm ruốc thì cũng thơm, đặc trưng luôn, mắm ruốc là đặc trưng của bún cá luôn cả nhà. Một liệu thì thích để cái mắm cá sặc hơn, mà dạo thêm ít vô cho nó có mùi nó thơm rồi. Cái đợt là mình đi đâu ta, đi đâu mà mình ăn bún cá một lần ta với dân An Giang. Ăn là bún cá lần đầu tiên luôn cả nhà. Bún cá là đặc sản An Giang mà. An Giang thấy sao mà nó lạ lắm. Mà trên đó nha, anh thấy nhiều bọn đã nấu nghệ nhiều quá đó. Nè, bữa nay thì mình nấu đặc sản, không phải là anh Giang mà mình nấu theo kiểu miền Tây. Mình thích gì thì mình để nấy ra cả nhà. Cái nghệ nhiều á, cái nghệ nhiều á thì cái màu nó lên rất là đẹp cả nhà, nhưng mà mình đang có hậu đắng. Đó là cô chú chị nấu cái này nè, cái màu nghệ này nè, nó lên là cái màu rất là đẹp. Nhưng mà thật sự ra nếu mà để nhiều quá nó ăn hậu hơn nắng nắng. Ừ, nó nhẵn. Ở đó nhà vú dưới á, nguyên một bụi nghệ dữ lắm anh. Rồi không có ăn á, để hoài cái nó bụi cả nhà. Rồi thôi rồi phá bỏ luôn. Chồng không có ăn gừng á thì mình ăn thường. Tại vì gừng mình làm được nhiều món đó, gừng mình kho gừng này kia đó. Chứ mình bị cảm gừng mà mình nấu với nước dừa mình uống cũng giải cảm nữa. Còn nghệ ít có người xài, chỉ có mấy cái người mà kiểu người ta chế biến món ăn nè, rồi những người người ta bị đau bao tử này kia đó. Người ta uống nghệ với mật ong thì ta mới xài cái nghệ. Mình ra phá bỏ luôn. Dạ em chào chị. Trời nãy hai chị luôn. Em chào hai chị. Thấy buồn 5 phút chứ. Chị chào hai em. Em chào hai chị. Khỏe chị. Khỏe trời ơi. Dạ em chào anh. Sức khỏe cô gái. Xã mình tên Phước. Dạ. Chị đến hẹn qua. Chị xuống nhà chị Hương. Hả? Chị đến hẹn qua đúng không? Thì hai đứa đi chung nè. Hai đứa đi chung hả? Ừ. Dạ. Chị năm chồng thảo của em nằm trên kia kìa. Có tiểu sự là hai đứa đi chung. Dạ dạ. Đâu đó hả? Út Liễu đâu biết mình hả? Đâu biết tiểu sự của mình sao hả? Không, hả qua tự mình xuống xe đò.
Trời ơi, tôi đi xe 7 chục rồi. Bởi vậy nói tới Cần Thơ rồi mà sao thấy mau quá, mau quá. Dạ khỏe. Dạ. Ôm cái kìa. Sao tối này chịu tối này tiếp Út sao đây? Tối này ai sao mình vậy à? Tối này anh gắn tiếp Linh nha. Linh tới đâu thì anh tới đó. Chứ tối qua cũng được. Chỗ đạo không chưa đủ không? Chưa đủ đơn không? Dạ. Vậy mình cho bàn ngồi đi chị. Chị tới từ khỏe nha. Lạ lạ, lạ lạ. Lạ lạ, lạ lạ. Có cây để cắt luôn. Ngồi ngồi chơi là lấy nước vườn rau nhiều trái nha quách. Không biết chứ quách à, không biết chứ quách, mình nghe nói thôi mình không biết nó là gì nha quách à. Cái này chị như là chị giúp đầu á. Dạ đúng rồi. Ăn giúp mình luôn, chưa biết không giúp mình luôn chị, chưa biết không, hồi em làm cho chị ăn thử cho biết nha. Thấy quay clip rồi chứ. Dạ. Thử dạ. Thử cái gì hồi hồi ăn thử ha. Ừ, chị Vinh có gửi nè, có gửi đâu cho hút chút nè. Dạ cái này quà của chị hả? Đây quà của mình ở đây. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Ừ, cho gia đình tí nha. Dạ. Ừ, của ít lòng nhiều. Dạ. Em nấu bún cá, bún cá nhưng mà em để vô đây ăn ít xương súp nè cho nó ngọt. Dạ chị tí nữa dùng bún cá với gia đình em ha, hai chị luôn. Sao đây? Sao vậy? Tính sao đây? Ai cho mình ăn gì mình ăn đâu à? Bao cũng dây. Giờ chả, giờ phải kéo giãn ra. Dạ. Sáng mình đi chợ mình ăn sáng ăn món gì chị? Đặc sản. Bún gì đó, đặc sản Sóc Trăng gì đó. Là bún nước lèo. Dạ chắc vậy. Dạ. Em nấu món này thì nó cũng gần giống bún nước lèo nhưng mà mình để mắm ít à. Dạ. Vậy mình qua bàn ngồi uống nước vậy. Sẽ dưa hấu ăn cái nhà. Dưa hấu là Cường cũng mới mua nè. Cường đi với Đại Ngãi về á, thấy bà con đã phát đem vô trong rọ nè. Bữa nay cái dưa này như nó cũng chưa có được chín luôn. Cái hộp nó còn trắng nữa cả nhà. Kiểu bà con mình cắt vô rộ bán lẻ bán lần lần á. Thành ra cắt gì là vô bữa hay bữa là nó vừa. Cái thằng hộp nó còn trắng nữa. Nhưng mà dưa mới cắt thì nó ngon nha. Mình ăn cái gì nó ngon. Cái kiểu nó giòn á. Dễ ra. À, chị Đầm Vinh cũng tới gia đình chơi cả nhà với em Linh đó, thì mình cũng đãi cái món đặc sản của quê mình nha, này là trái quách nè, thì cũng có dịp về anh chị ghé chơi thì mình cũng cho anh chị thưởng thức cái hương vị của trái quách như thế nào. Anh dầm cái đi anh dầm cái, tại vì chị nói nãy giờ chưa từng ăn trái này cả nhà, thì quách nhà mình nó cũng rụng nhiều nè, hôm bữa mình cũng có gửi cho chị Thu Đức là 10 trái rồi. À, hôm nay thì nó rụng tiếp tục. Cái loại trái này thì trời nắng lại thì nó mới rụng nhiều cả nhà, do mấy bữa trước mưa quá, lúc đám giỗ là mưa quá thành ra nó không rụng, giờ nắng thì nó chịu rụng rồi. Thì phần này hồi tới mình cũng gửi cho mấy chị luôn, đem về Sài Gòn làm quà. Nó chín nó thơm lắm cả nhà. Một trái bự thì chia ra được nhiều đây không nè. Sẽ xuống về một chuyến đi Vĩnh Châu nữa. Mấy chị đi Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Thì hôm nay thì sáng giờ Cường chuẩn bị món ăn. Đấy. Thì kiểu mình nấu gia đình ăn nhưng mà không có biết là anh chị xuống chơi. Thì ra mình có mời anh chị ở lại dùng bún với gia đình, nhưng mà chị nói là chị còn phải chở xuống nhà chị Hương, tại vì sáng đó chị em cũng đi chợ cũng mua đồ ăn nhiều cho cả nhà. Để về dưới cũng quay clip với gia đình chị Hương á. Thành ra chị chỉ ở chơi ăn bánh, ăn trái cây uống nước với gia đình mình thôi. Có lẽ hồi chắc ăn mấy anh chị không có dùng bữa bún với gia đình mình được. Còn cái kia em đập trái nữa không? Cái này đập thêm trái nè. Thơm dữ lắm nha. Nè đó, đem trái này qua cho cô đi. Cô muốn coi là đem bánh cho cô coi đi. Giống như me vậy không? Đó, nó giống vậy đó Linh. Tại vì múc lá vô quá. Gửi nó thơm. Thêm. Ừ, dầm để cho nó vô. Tôi ăn luôn. Ăn luôn. Thơm lắm. Thơm lắm. Thơm lắm. Thơm lắm. Anh kia không biết cái này nó cái gì, cái mùi gì nữa. Cái gì? Cái gì màu đen dài dài á. Ông hoi à? Ờ. Cái ông hoi. Đúng không? Ừ. Cái này nè nó giống không? Không. Không, mùi nó lạ. Này thơm không hả? Bỏ được không?
bỏ đường rồi. Nhưng mà dám bỏ đường, tại vì vô đó cái này nó không giống giống cái mùi có một vị thuốc bắc á. Đây giống như trái umoi không? À đúng rồi. Không, không, mùi xưa mình đi học cái đúng như vậy. Cái mùi nó lạ lạ. Hàng chi đúng rồi, cái mùi như vậy nó cũng là một vị thuốc á. Nó chỉ bị đó. Nè cho anh bích nè. Dạ, thử đi. Thử đi chị. Nè. Đại ca. Mới ăn không quen thì thấy nó lạ lạ vậy đó, nhưng mà ăn quen rồi nó cảm giác nó ngon. Linh ăn thử này chưa? Đứa đó vừa ăn rồi mà chưa có bao giờ mà coi bổ ra. À. Chưa coi bổ ra. Cảm ơn. Đó Linh về đây thấy em gửi chị bắt đầu về chính chính chị Tư rồi em cũng gửi cho chị nè. Chưa bao giờ mà con bổ ra mua á. Mua tâm làm sẵn ăn à. Chứ hả? Mà có ăn rồi phải không? Ăn. Mà nó hơi hôi. Chả là cái nó hơi hôi. Mà cảm thấy ăn được không? Được, nó như mè vậy. Như mè. Đúng rồi. Cái này làm cái đá nhỉ? Nó không biết nó làm gì nữa không? Ngon quá giống xí mũi á. Này tới xí mũi luôn hả? Đá nè. Đá nè. Để đá nè. Không. Nó qua lấy cái dĩa cho chị để cái nạp. Nè nè. Nhưng mà út cơn á, út cơn đang là hỏng hạt, hỏng cái bỏ hạt. Ô vậy hả? Cái hạt này ngon rồi, bỏ ổn. Nó đỏng nhai vậy đó, không có nhai. Không, cũng nhai luôn. Sao được, nó ngắt hả? Không, nó ngắt ngon. Ngon gì? Mình ăn, tôi mới ăn, tôi lấy hộp đó. Tại út cường quen ăn hộp luôn rồi. Cường thể chơi nó nốt luôn. Mấy anh chị về đây thì cũng có xem quê hương Mạ Non, thấy Mạ Non có cái loại chế quách này nè cả nhà, lạ lạ. Thì anh chị chưa có từng ăn lần nào, hôm nay về cái dịp quách nhà mình nó chín nó cũng nhiều cả nhà, mình làm chua không chị? Mời anh chua. Chị một ly không, để cho anh chị thưởng thức cái hương vị chế quách như thế nào nha. Ủa, nó về chưa thấy cái hộp đâu. Vé máy bay về luôn. Vé hộp đâu mà bóc vé máy bay về một tháng. Vé này hơi mắc. Cái quách nó hơi mắc. Mỗi khi vé thường á, chuyến này vé này hơi mắc tiền. Vé mắc luôn. Ăn hết ly đó đây, 4.000 á. Không bỏ lên vô đó được hả? Bỏ đây, em bỏ đây. Để em nói nha, ăn hết ly đó đi. Cái hộp nó mềm mà. Vé 4.000 á. Hộp nó mềm mà nhai luôn được mà. Hộp nó mềm mà. Cần nó là hộp to. Hộp này nhai luôn kìa. Ốc cần là ăn luôn. Nhai hộp bộ hộp. Hay nè. Ngon. Ăn. Không có răng thôi. Em làm biếng ăn biết gì không? Em núp núp mỏi mỏi miệng quá em làm biếng. Em làm biếng ăn. Em kêu anh Phước là dán ăn cho hết đi. Mắc lắm á, 4.000. 2.000 đá, 2.000 công là 10.000. Không biết tính gì hết trơn. Máy máy tính đây nè. Dạ. Giờ phải tới lúc chia tay ít tiếng nhận và cô chú xíu gặp lại. Quá hà quá. Các anh chị có mua đồ rồi để chờ chị Hương á. Giờ phải về dưới để nấu ăn với chị Hương. Thì chia tay với anh chị nha cả nhà. Rồi hẹn ngày mai đám giỗ nhà ngoại rồi mình sẽ gặp bên nhà tiếp tại nha. Chào con nha. Trời ơi. Em chào anh ba nha anh ba. Chào anh ba. Chiều qua anh ba có đi qua bển chơi không? Chiều qua. Không biết. Chào, không chào cô cho. Không biết. Cháu ngoại bà cháu. Đây. Bên đó đó. Chú này hả? Là của anh rồi đó. Chú này hả? Bên đó là của anh đó hả? Anh chặn. À, tại cái hàng rào đó. Cái gì qua đây? Qua đây là của anh rồi. Không. Lột là như vậy đó. Còn tụi em á, nằm bên kia cũng là tụi em luôn á. Đó, mấy cái này nè, đó. Chèo á. Để chèo đi, Úc Cường hái cho ăn. Chèo qua đây xong hả? Ừ. Lấy chút xíu ít cái làm cho nè. Có bạn bao nhiêu bịch đem xuống? 3 bịch đưa cho ông Liễu 1 bịch. Vẫn. Còn hai đưa nãy được 1 bịch. Còn 2 bịch là chiều nay làm đám luôn. Nhà tư tèo quá không? Không. Bây giờ chị nấu hả? Em về chị Hương nấu trước. À. Chị mới vô chị em. Ờ tối đem nhà đó, tư. Để đây. Em bên kia thu bên này. Xuống là cũng là nhắm chút thời gian để lên thăm gia đình ông Liễu. Gia đình mình cũng xuống nhà ngoại, cũng họp mặt với mấy anh chị luôn nha. Anh chị còn ở lại chơi đám giỗ nhà ngoại. Thôi tạm biệt, vài tiếng đồng hồ, yêu gặp. Rồi, mừng anh chị nha. Cái nồi xương súp nó cũng rượu nè cả nhà. Nãy giờ mấy anh chị cũng đã chơi á.
rồi mình cũng tiễn anh chị về. Bây giờ mình sẽ thả cá vô cho nó chín nha. Mình luộc cá để mình cắt ra cho nó nguội á, tí nữa mình sẽ rỉa thịt ra. Mình rỉa thịt ra rồi mình mới xào lại với nghệ như thế này. Mình cho nó vô đây luôn cho nó ngọt. Cái cục xương sức này nó rượu rồi, cái nào cũng múc ra ăn luôn. Giờ cái này thịt hầm cái thành nó cũng mềm mà cả nhà. Cái nước cái cục xúc nó mềm, cái này là hải bún nè. Mình cũng có chế nước sôi cho mình ngâm rồi đó nè. Do gia đình mình không có được cái túi á, cái túi để cái túi vải để mình lựa á, thành ra mình phải lựa ăn cái gây này nha. Mình cũng ngâm nước sôi vậy nó cái cọng cái cục nải bún của mình nó cũng trong rồi, giống như nó cũng chín á, nó ra được cái nước nải là thơm đó cả nhà. Mình cũng cho vô đây một ít mắm nè, này là mắm sặc nha, ít thôi cả nhà, cho nó có cái mùi vị thơm là được. Cái này nó không có đậm đà như là bún nước lèo không nhỉ? Không cần đậm đà, nó còn nhiều mắm như bún nước lèo. Có ít quá thì mình để vô đây mình lựa luôn đó nè. Tại vì mắm sạch này cũng kiểu mắm cũ á, mình để vô nước nóng chút là nó sẽ rã ra. Mình cũng mất ít dầu thôi cả nhà, giờ mình sẽ phi xả nè. Để mình xào cá. Xả này mình phi cho nó thơm. Mình cũng cho vô đây là ít bột nghệ vô đó nè. Nghệ cho nó có màu á. Có bán bột nghệ thì cũng tiện đó mà. Này là nghệ cái người ta xay ra, ta sấy á, sấy cho nó khô. Cài nó có ớt đó cả nhà, xả tỏi ớt rồi nó cũng thơm mình. Mình cứ cho cá nha, cá mình cũng rỉa xương này. Mình cho vô mình đảo nhẹ nhẹ tay nha cả nhà, cho cái miếng cá mình nó được còn nguyên á. Nó phải đưa để nha. Tại vì mình phải xài bằng cái chảo chống dính nè. Cái xài cái cây sạn này à. Cây sạn này, cây sạn cũng chống dính luôn. Cái lửa cũng nghe được. Mình để dành mình chiên bánh xèo á. Mình lấy ra thì cái chảo của mình nó sẽ không bị chày. Cái cá nó vàng ươm nên là ông bà cứ trước. À, bà cục đi. Chia cho đều nha. Không biết này liếm bà đó. À, nếu mà em chịu là vào ốp ăn thì ông chịu không? Chịu. Chịu phải không? Còn nhiều là anh đấy phải không? À, bà cậu. Chia miếng nào cũng phải trọng lượng bằng nhau chứ miếng nhỏ miếng bự là khóc à. Cái này là bà Thợ là vẽ ra cục bên lớn á, thì Úc Cường sẽ khoát cục lớn thôi chứ Úc Cường cũng không biết cục bự cục nhỏ luôn. Không, nhưng mà Úc Cường cũng có khéo tay lắm, nếu mà cái cục nào nhỏ thì mình cho thêm 4 cục. Là như là cái tô này là nhỏ cục nhỏ này phải không? Mình thêm cục nữa. À, cái nồi nước này mình cũng để mắm vô có cái nước nó có giống giống nước đều cả nhà, nó còn trong nữa nha. Giờ mình có múc ra bún thì nãy mình cũng có trụng rồi à, mình cho mỗi một tô vô là thêm một cục xương súp luôn. Cái này là mình nấu là bún cá mà mình nấu dạng theo miền Tây nha cả nhà, chứ đúng đó thì nấu không con đúng thì không có xương nha. Người ta chỉ nấu với tôm khô thôi. Tại mình muốn nấu xương á, thứ nhất là mình lấy ra cho nó ngọt. À, từ thịt từ xương, cái súp á, còn sau nữa thì mình cũng sử dụng luôn. Mình ăn luôn. Giờ thì bữa ăn gia đình Hương Mại Non cũng đã làm xong. Thì cũng mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng chung với gia đình Hương Mại Non nha. Chào bà cô chú. Ông bà có chú ăn bún. Ăn bún nha. Hôm nay là có sự góp mặt của anh ba Phúc nữa nha ông bà. Phúc về chơi cả nhà. Dạ mọi người, nay nhiên đâu sẽ hiện trên kênh. Mời hai vợ chồng em Minh nha. Em Minh dùng với anh nha, dùng bún với anh. Cũng mời cả nhà ăn bún cá với đại gia đình nha. Phúc về chơi đám giỗ á nha, về đám giỗ nhà ngoại nè, rồi Phúc bữa nay nó bún cá rồi rủ Phúc lên ăn. Vậy nay được Út Liễu đãi cho bún cá ăn. Với lại Út Liễu nói là con bị ăn bệnh nên thôi Út Liễu quay bún cá nè, con vô con ăn đi rồi tí Út Liễu cho con thuốc uống. Ăn đi rồi Út Liễu cho thuốc uống. Mời bà cô chú ăn bún cá. Hai cũng thông cảm mà cả nhà, còn Phúc á. Ở trên còn mưa nhiều lắm. Ở đây thì nắng nhiều quá chứ ở trên thì mưa nhiều lắm. Ở đây mấy ngày không có mưa thôi. Chứ còn biết không, lúc này ở quê là mình ở đây nhưng mà là ai cũng bị cảm đó. Dạ. Nó đang vô mùa. Ông ngoại với cũng bệnh không ra đó Phúc. Hôm ông bác nha, hình như con ho, con có ho. Ừ. Nặng ho quá. Hai cái đầu cá đó. Cá đi ba. Mấy bạn nói chuyện cũng có lần trên nhóm chơi cả nhà mà như là về dưới là làm
để hôm qua với Hương Cù Lao clip bằng tranh thủ rồi đi vô nhà của Tư Trèo cả nhà. Nên anh chị không có lại ở lại ăn với hình sáng anh chị có đi dưới chợ á, có đi ăn sáng rồi á. Quên á, mời cả nhà ăn bún nha. Quay ai cũng tranh thủ để đi vô nhà ngoại đám giỗ cho cả nhà. Chiều nay vào đám chứ cũng chị Tư Tèo cũng nấu dạ mâm rồi mình cúng bằng thờ gia tiên. Rồi xong rồi tối anh em ở lại chơi cũng cháo lao này kia đó. Rồi sáng thì anh Tèo cũng đặt mâm như nhỏ liễu cho cả nhà. Do ngoại cũng bệnh hôm nay rồi. Chị Hương thì cũng có khách đó. Rồi thành ra mấy anh em ai giờ cũng có không có chuyện rồi cũng tranh thủ quay clip. Ra chị vợ Tư Tèo nói thôi vậy đặt mâm đi cho nó gọn. Tháng nhỏ liễu hôm bữa đặt cũng gọn mà cũng có đồ ăn. Ốc liễu làm thịt thì miệng thế này. Gắp được nó xúc bẻ một cái là rớt được vậy. Úc hầm lâu lắm không? Cho nó ngọt. Úc hầm bao lâu vậy? Úc hầm bao lâu á? Sáng mình đi chợ về mình mua thịt rồi cả nhà. Thì mình bắt đầu quay là Thảo Nguyên đang clip xong là 8 giờ đó. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình quay. Cái đến cái Linh Sài Gòn với anh chị Đầm Vinh đó lên chơi. Cái ốc liễu để trên bếp view bởi vậy giờ cái thịt xương súp của mình đó nó rượu luôn rồi. Nhà giống như xíu quách mà để mình nấu súp đám cưới luôn á. Mấy tiếng rồi. Mấy tiếng đồng hồ luôn cả nhà. Bây giờ là hơn 12 giờ rồi. Muốn 1 giờ chiều rồi đó. 1 giờ chiều rồi đó. Như mấy cái video mà nó làm đồ này kia nó có miếng thịt nhìn nó rút cái cọng sườn ra cái bột à. Cái này gì nè, rút ra cái bột. Thì nó hầm cho rượu vô luôn đó con. Nhưng mà biết mà da mình yếu yếu thì mình dịn ăn ngon à, như là tuổi tuổi trẻ thì ăn về chắc chơi hơn mình. Dạ găng thẻ nhiều chứ tôi thích ăn kiểu nó nó gì nè, nó mềm mềm á. Dạ, ăn như thấm nước á. Cộng quá ngon. Ăn cái bữa bún hôm nay thì xong cái dẹp dọn chút xíu là xuống nhà của anh Tư Tèo rồi. Phúc đồ cũng đi về dưới luôn rồi hai đứa cũng đi xuống ngoại đám giỗ. Cái chị Đầm Vinh. Chị Đầm Vinh để anh cũng tặng đồ cho Cường cả nhà thì em cũng cảm ơn hai chồng anh nha. Đã về đây rồi lên thăm gia đình của tụi em. Tặng cho Cường chai rượu quá trời chai rượu. Chị cũng tặng cho Cường chai rượu nói là để có khi quay clip đó thì đem ra mình uống với bạn Năm uống nha. Anh chị nói là cho Cường uống với ba chồng em á. Rồi cũng có cho cà phê sữa rồi chả nữa cả nhà cũng nhiều đó. Rồi cũng có tặng một cái áo Linh đem xuống cá đuối nè, Linh thì đem xuống cá đuối nè, rồi khô đù nè, rồi khô dứa nè, lưỡi dịch gì nữa, rồi lưỡi dịch nữa. Nó là biết ốc liễu thích ăn lửa vịt. Rồi cũng trùng hợp luôn cả nhà, là chị Đầm Vinh đó nó cũng thích ăn lửa vịt luôn, cũng giống như ốc liễu luôn. Nông nghiệp Linh Viết nào xuống cũng mua bánh chén cho bánh chén này. Đây cô Linh với con thích ăn bánh chén, mua bánh chén rồi xong cháy. Đi xuống thì lại tốn tiền. Dạ, tại đây thì anh em như con của ốc liễu nè, con chị Hương, rồi con anh Chiến, rồi con của anh Tư Tèo luôn, có thể là 8 đứa rồi đó cả nhà. Thành ra xuống cũng mua bánh trái này kia, tuy rằng nó lớn nhưng nó rất thích ăn những cái món ăn vặt nha. Làm trái ruột cá lông. Mà gác tiếp là cái này ông chị Tây bạn anh chị xuống hả? Không được cả nhà. Phải có anh chị Tư xuống còn vô dữ nữa. Thấy thương anh Tư nữa và anh Tư đi giác cái đàn đấy ha. Mà Úc Cường ca không được, Úc Cường gác là tiếp. Để có dịp mình đi lên Sài Gòn nha. Thì cũng ghé thăm anh chị Tư rồi tới đó Úc Cường nói rồi nha, tới đó anh Tư đàn Úc Cường phải hát nha. Hả? Ừ. Đó là do ông bà cô chú là làm chứng rồi đó, Úc là mà nghe rồi đó. Không biết hát gì sao Úc Cường biết hát anh qua cà cái tóc nè. Mà Úc Cường gọi là chơi gửi mic không? Không biết anh Tư anh đợi anh theo kịp hai Úc Cường không? Tới đó ông dự tặng nha, anh sợ hát không kịp nữa. Cái món bún cá này thì mình chấm mắm he. Nếu mà anh mà đàn không kịp cái anh giao cây đàn cho nó là anh ca anh ấy, anh Tư. nếu đàn mà nó ca mà mình đàn thấy không kịp á, thôi mày sẵn ra mà còn mày lấy cây đàn mày đàn luôn đi, mày đàn mày ca anh rồi chứ. Anh Tư ơi, chị Tư ơi,
qua đợt đám giỗ nhà mẹ em rồi, nếu có dịp em lên Sài Gòn đó em sẽ ghé nhà anh chị rồi em sẽ hội ngộ với gia đình chị. Tự tay anh Tư đàn cho em. Em thì em hứa chắc là em sẽ hát một bài tặng anh Tư. Anh Tư chị Tư đó, nhưng mà Út Cường hứa không? Út Cường mấy lần luôn. Út Cường nợ anh Tư nhiều lắm rồi đó nha. Út Cường hứa mấy lần hồi đợt mà Vũng Tàu cũng muốn hát nè mà không hát nữa đó. Mà nếu mà Út Cường mà có can đảm hát hay không á là khoảng có uống rượu khoảng 3 ly. Say giờ mới hát được hả? Say giờ mới có can đảm ra nhà. Thôi là ai mà tiêu gì ra đó, trái tiêu mốt vượng nách nó hệt 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 làm sao mà hát. Nguyên nào không không? Đó giờ Cường không có hát á, rồi cái lên cái nó rung. Vậy thì bữa ăn gia đình Hương Mại Non cũng đã dùng xong, thì cũng không quên cảm ơn quý ông bà cô chú đã thương yêu ủng hộ cho gia đình Hương Mại Non nha. Vậy thì cho gia đình con xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp quý ông bà cô chú trong những video tiếp theo. Cảm ơn ông bà cô chú.